Chào các bạn, tạm gác lại những clip về máy chơi game trước đây của mình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái thể loại board game, đó là Uno Flip. Tại sao mình làm clip này? Tại vì rất là nhiều khách hàng của mình khi mà mua sản phẩm này á thì cũng cần được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên những clip mà ở trên YouTube mình đã coi á thì nó rất là mơ hồ, không có clip nào nó rõ ràng cả. Thì hy vọng là clip này của mình sẽ làm rõ hơn để cho các bạn dễ hiểu hơn để nhập môn với cái thể loại board game này. Sau khi mình hướng dẫn sử dụng xong cái bộ Uno Flip này á thì mình sẽ tặng lại cho các bạn. Đơn giản là vì cái bộ này nó có seal. Và khi mà mình xé ra mình hướng dẫn cho các bạn á thì nó đã mất seal rồi. Thể lệ chương trình thì mình sẽ nói vào cuối video. Đằng sau này thì nó sẽ có một số lá này là giống như sách hướng dẫn thôi. Rồi. Trừ những cái lá sách hướng dẫn ra thì bộ bài Uno Flip tổng cộng là có 112 lá. Nó sẽ bao gồm hai mặt, mặt này gọi là mặt tối nè, mặt còn lại là mặt sáng. Một lá bài nó sẽ bao gồm một mặt tối và một mặt sáng như thế này. Uno Flip thì nó cũng giống như những cái bộ Uno khác, nó có thể chơi được từ 2 đến 10 người. Trừ khi các bạn tự kỷ thì các bạn chơi một mình nha. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua mặt sáng của bộ Uno Flip trước ha. Đây là có 8 lá cộng 1, 8 lá mất lượt, 8 lá flip, 8 lá đổi chiều, 4 lá tùy chọn màu, 4 lá tùy chọn màu cộng 2, 18 lá màu vàng này, từ 1 đến 9, mỗi lá 2 số 1, 2 số 2, số 3, số 4, tương tự. 18 lá xanh dương, 18 lá màu đỏ, 18 lá màu xanh lá. Còn đây là những cái lá bài mặt tối của Uno Flip. Tương tự ở trên này thì nó cũng có 4 màu. Màu này thì mình không biết gọi là màu gì. Màu này màu xanh, màu hồng và màu tím. Đây là lá đổi màu này. Lá flip đổi chiều đó. Lá cộng 5. Lá bóc bài theo màu mà người đánh xuống chọn. Lá gọi là lá thêm một lượt á, tức là người nào đánh xuống thì người đó sẽ thêm một lượt và những người còn lại sẽ bị mất lượt. Lá đổi chiều. Rồi, một trong những cái hấp dẫn của Uno Flip khác so với lại những bộ Uno khác, chẳng hạn Uno Classic hay Uno Wheel á, đó là nó có hai mặt. Thứ nhất là nó có hai mặt. Thứ hai nữa là nó có những cái gọi là những cái ác hơn, chẳng hạn như là cộng 5 lá này, hoặc là lá bóc theo màu thằng đánh xuống nó chọn. Thì các bạn phải bóc đến khi nào mà được trúng cái màu mà thằng đánh xuống nó chọn thì thôi. Thì hai cái này rất là ác. Và nó bất biến hơn, tức là có thể là bình thường các bạn đánh Uno Classic hay Uno Wheel á, là các bạn đánh như vậy là các bạn cứ mặc định là mình còn vài lá mình sắp về rồi. Nhưng không, đối với Uno Flip á, các bạn đánh sắp về nhưng mà khi có người đánh cái lá mà lật xuống, đánh lá flip xuống thì các bạn phải lật ngược lại. Lúc đó bài các bạn sẽ chơi lại, chơi khác, rất là khác. Cho nên là nó khó hơn và nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chia thử và chơi thử cho các bạn ha. Đầu tiên chúng ta chọn ra ai là người chia bài. Người chia bài đồng nghĩa với là người đánh đầu tiên và người sẽ chọn hướng đánh. Mỗi người chơi sẽ rút từ trong đống bài này nè, rút ra một lá. Nếu như mà là lá chức năng thì chúng ta bỏ đi. Đây là số 7, người chơi thứ nhất rút được số 7. Tương tự người chơi thứ hai, người thứ ba, thứ tư. Ai rút được lá cao nhất thì người đó sẽ là người chia bài và là người đó là người đánh trước và chọn hướng đánh. Chúng ta sẽ xóc bài lên một cách bình thường và mặc định là mặt tối sẽ úp xuống như thế này. Mỗi nhà sẽ là 7 lá. Sẽ có hai chồng bài, một chồng là chồng bài rút và một chồng là chồng bài bỏ. Một lá đây nè, để chọn màu, tức là người này đã đánh trước rồi đó, nhưng mà sẽ chọn màu đánh theo màu trước là đánh số 9 đây, tại vì mình có màu vàng, đánh số 9. Số 9 ở đây á, thì người tiếp theo họ có những cái sự lựa chọn, chẳng hạn như là một, họ sẽ đánh theo màu vàng. Hai là họ sẽ đánh, họ có một cái lá số 9, họ đánh. Đây, họ đánh số 9 này, để nó sang cái màu khác. Tùy vào cái bài của bạn đang có gì. Ở đây là lá màu xanh rồi thì họ có quyền một. Ở đây theo cái bài của cái người số 3 như thế này thì các bạn chỉ có thể đánh là lá
mất lượt người tiếp theo này. Người này khi mà đánh lá này thì người này sẽ mất lượt. Đây, đến người này, họ sẽ tiếp tục đánh lá màu xanh. Và người này theo cái bài mà cái người số 2 này đang có thì mình sẽ đánh lá màu này, tức là người này đổi chiều. Lá này là đổi chiều. Hiện tại thì các bạn đang chơi theo chiều này. Các bạn đang chơi theo chiều này. Bây giờ sau khi đổi chiều theo cái lá đổi chiều này thì các bạn phải chơi theo chiều này, chiều ngược lại, tức là đang chơi theo chiều này thì đánh lá này các bạn phải chơi theo chiều ngược lại như thế này. Giả dụ mình đánh lá flip này đi. Khi đánh lá flip này ra thì các bạn phải lật ngược bài lại hết, lật lại hết tức từng tật. Chúng ta đang đánh theo chiều này và người này vừa mới đánh ra lá một lá flip. Bây giờ chúng ta sẽ đánh theo màu này. Màu này thì chúng ta đánh như thế này. Rồi. Màu này thì nó có khá nhiều. Sẽ đánh người này chơi, giả dụ như người chơi họ đánh lá này hoặc là họ đánh lá này. Lá này là lá mất lượt đối với những người còn lại, thêm lượt với người đánh ra. Đánh lá này thì họ có quyền đánh thêm một tua nữa. Họ đánh như thế này. Giả dụ đang chơi theo cái tua này, người thứ tư vừa đánh ra lá số 8 này, người số 3 đánh ra lá số 6, người này còn hai lá. Đây là một trường hợp rất là kinh điển, các bạn chú ý nha. Người này còn hai lá và họ có một cái lá có thể đánh ra được luôn, thì trước khi mà đánh xuống như này họ phải hô uno. Nhưng mà nếu như họ hô uno sau những người còn lại, tức là người số 3 này thấy người này còn hai lá và họ hô trước khi người này chuẩn bị đánh lá xuống thì người này kêu hô uno, người này hô, người thứ hai hô chậm thì người thứ hai phải rút hai lá và đến lượt của người này. Bây giờ mình sẽ ví dụ lá bốc bài theo màu này. Đây là một lá rất là kinh điển với các bạn chú ý ha. Đây là lượt chơi là từ người thứ tư sang đây, lượt qua đây. Người thứ tư này họ đánh lá số 6 này, người số 5 họ đánh lá số 5 này và người thứ hai này họ không có một cái lá số 5 khác màu và họ cũng không có một cái lá nào cùng màu với lá số 5 này. Cho nên là bắt buộc họ mới, trong cái tình thế này họ mới được đánh cái lá này ra. Các bạn chú ý ha. Tức là nếu như mà các bạn có cái lá màu này thì các bạn sẽ đánh được, rồi các bạn mới được đánh lá này. Vì lá này rất là ác. Rồi, trong trường hợp bí quá, được đánh lá này ra, bốc bài theo màu. Các bạn nói là lá màu, bốc lá màu hồng. Thì người này nè, người tiếp theo nè, họ sẽ bốc đến khi nào mà họ gặp được cái lá màu hồng thì thôi. Họ sẽ bốc hoài vậy đó. Bốc đến khi nào họ gặp được cái lá màu hồng thì thôi, họ mới được dừng lại. Đó, nó rất là ác cho nên là lá đó nó có luật chơi rất là khắt khe ha. Rồi, mình đã bốc được lá màu hồng và mình đã có quyền dừng lại. Cũng chính vì cái tính khắt khe của lá này cho nên là người chơi thứ nhất sau khi mà rút những cái lá mà đến khi mà ra được cái lá mà cái màu của cái người số 2 họ yêu cầu á, thì người chơi thứ nhất này có quyền xét bài của cái người chơi thứ hai. Người chơi thứ hai này mà trung thực thì người chơi thứ nhất này phải rút thêm hai lá. Còn nếu như mà người chơi thứ hai này mà gian lận á thì ngược lại người chơi thứ hai này phải rút lại 5 lá. Mình giả dụ sau khi người chơi thứ hai này về nhất thì cái cách tính điểm là như thế nào. Ở đây thì mình có một cái công cách tính điểm của nhà của hãng Mattel họ đưa ra. Tức là khi mà kết thúc cái ván chơi đang ở mặt nào thì chúng ta sẽ tính điểm ở cái mặt đó. Thì tương tự như thế này, thì thẻ từ 1 đến 9 thì số điểm tương ứng. Thí dụ như là thẻ số 8 thì là 8 điểm, thẻ cộng 1 là 10 điểm, thẻ cộng 5 là 20 điểm, thẻ flip là 20 điểm, thẻ mất lượt là 20 điểm, thẻ thêm lượt thẻ thêm lượt là thẻ này, thẻ thêm lượt là thẻ này. Rồi, thẻ thêm lượt là 30 điểm, đổi màu là 40 điểm, bốc màu hai đổi màu bốc hai lá là 50 điểm và bốc bài theo màu là 60 điểm. Nãy giờ thì các bạn đã biết được những cái thẻ này là thẻ nào rồi. Với mình thì mình sẽ gợi ý cho các bạn thêm hai cách nữa rất là Việt Nam. Người thắng thì ăn hết, giống như chơi bài cào vua vậy đó. Người thắng ăn hết, bỏ vào một lượng tiền, thí dụ 10.000 năm 10.000 gì đó. Rồi cách thứ ba
là sau khi mà đếm điểm á, rồi các bạn phân nhất nhì ba, các bạn chơi giống như bài tiến lên, nó sẽ rất là vui và không có phải đợi. Ví dụ như theo cái cách của cái nhà sản xuất là tới 500 điểm là dần người về chót á, sẽ bao một chầu lẩu hay là một chầu cà phê, một chầu sinh tố gì đó tùy. Đó là cái cách theo cái cách của Mattel. Còn cái cách của mình thì các bạn sẽ áp dụng giống như chơi cầu dùa hoặc là chơi tiến lên ha. Rồi mình đã review xong, mình đã hướng dẫn xong cái bộ Uno Flip này cho các bạn. Bây giờ là mình sẽ tặng bộ đó, và mình sẽ tặng vào ngày 11 tháng 3, tức là 15 ngày nữa. Ngày hôm đó thì mình sẽ tính theo sổ số của đài Tây Ninh nha. Cái cách thức tham gia như thế này. Các bạn, thứ nhất là các bạn subscribe kênh YouTube của mình. Thứ hai, bước thứ hai là các bạn comment lại hai số. Hai số đó mình sẽ tính theo hai số đuôi của giải 8 đài Tây Ninh ngày 11 tháng 3 năm 2021. Sau khi mà mình chọn được người thắng giải thì mình sẽ xin thông tin và mình gửi bộ bài về tận nơi cho các bạn không mất một khoản phí nào hết, kể cả phí ship mình tặng và tặng free. Bài này mình vừa mới lột ra, mình hướng dẫn cho các bạn, cho nên là sau khi hướng dẫn xong thì nó vẫn còn mới. Chất lượng bài của mình thì các bạn có thể thấy được rồi, rất là đẹp, dày, bìa cứng ha. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn của mình. Hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.